Chào mừng quý vị và các bạn đến với tin nóng bóng đá Việt Nam ngày 24 tháng 4. Mở đầu cho chuỗi tin ngày hôm nay chúng ta hãy cùng đến với những chia sẻ của huấn viên Hoàng Anh Tuấn sau trận thua 0-3 trước U23 Uzbekistan. Do đều đã sớm giành vé đi tiếp vào tứ kết nên trận đấu giữa hai đội U23 Uzbekistan và U23 Việt Nam chỉ có ý nghĩa phân định ngôi nhất bảng nhằm xác định đối thủ gặp ở tứ kết. Nhằm đảm bảo lực lượng tối ưu nhất cho vòng đấu loại trực tiếp, nên huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã đưa ra tới 8 sự thay đổi về nhân sự trong đội hình xuất phát so với trận đấu trước. Có lẽ chính vì vậy nên U23 Việt Nam đã bắt nhịp không tốt và sớm phải nhận bàn thua đầu tiên chỉ sau 4 phút bóng lăn. Bàn thua sớm cộng với sự vượt trội của đội bạn trong kiểm soát bóng đã tác động không nhỏ đến tâm lý của các cầu thủ, khiến lối chơi đề ra không phát huy được hiệu quả như mong muốn. Hai bàn thua còn lại trong hiệp 1 cũng đều là hệ quả từ sức ép mà U23 Uzbekistan tạo ra trước khung thành thủ môn Văn Việt. Sang hiệp 2, một số cầu thủ chủ lực được đưa ra sân nhằm mục đích vừa cải thiện thế trận cho U23 Việt Nam, vừa tạo nhịp thi đấu tốt để chuẩn bị cho trận tứ kết. Tuy vậy, U23 Việt Nam cũng không thể một lần đưa được bóng vào lưới đội bạn. Tỷ số trận đấu cho thấy U23 Uzbekistan rất mạnh. Không chỉ ở trận đấu này, ở các cấp độ đội tuyển khác, bóng đá Uzbekistan luôn mạnh hơn Việt Nam. Các đội U17, U19 hay U23 Uzbekistan mạnh hơn các đội của Việt Nam nhiều. Chính vì thế để nói thêm về Uzbekistan, tôi nghĩ không cần thiết. Thông qua kết quả chúng ta đều biết được năng lực của đội Uzbekistan như thế nào. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cho biết: Với kết quả thua 0-3 trước U23 Uzbekistan, đội tuyển U23 Việt Nam cán đích ở vị trí nhì bảng D và sẽ gặp U23 Iraq tại tứ kết. Nhận định về trận đấu này, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn nói: Đội hình U23 Việt Nam có nhiều cầu thủ lần đầu ra sân ở giải này, trận tứ kết chắc chắn rất khó khăn. Ở vòng bảng, U23 Iraq đã thua U23 Thái Lan, nhưng điều đó không có nghĩa họ là đội bóng yếu, họ vẫn là đội mạnh. Tuy vậy, tôi muốn nhắc lại rằng chúng tôi đến đây là để thi đấu và các cầu thủ sẽ thể hiện bộ mặt khác ở tứ kết. Kết thúc vòng bảng U23 Việt Nam sẽ có quỹ thời gian 2 ngày để chuẩn bị cho trận đấu với U23 Iraq tại vòng tứ kết. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cho biết với tính chất đấu lại trực tiếp của một trận đấu thì điều gì cũng có thể xảy ra và cơ hội cho hai đội là 50-50. Trận đấu với U23 Uzbekistan có thể xem là bước tập dượt cho trận đấu với U23 Iraq giúp ban huấn luyện đề ra giải pháp tối ưu nhất cho trận đấu sắp tới. Sau trận đấu tối qua, chúng ta đã phần nào xác định được 4 cặp đấu sẽ tiến vào tứ kết của U23 châu Á 2024. Vòng tứ kết giải U23 châu Á 2024 đã chính thức xác định xong 4 cặp đấu sau khi lượt trận cuối bảng D khép lại. Ở lượt cuối bảng D, U23 Uzbekistan đã dễ dàng có chiến thắng 3-0 trước U23 Việt Nam nhờ các bàn thắng của Odilov, Kudub và Zivanov. Chiến thắng này giúp U23 Uzbekistan giành ngôi nhất bảng D với 9 điểm tuyệt đối, ghi 10 bàn thắng và không để thủng lưới lần nào. U23 Uzbekistan sẽ đối đầu đương kim vô địch U23 Saudi Arabia tại tứ kết. Đây sẽ là cơ hội để đội bóng Trung Á đòi lại món nợ thua ở chung kết cách đây 2 năm. Trong khi đó, đội tuyển U23 Việt Nam chỉ có được vị trí nhì bảng và sẽ chạm trán U23 Iraq nhất bảng C ở tứ kết. Đây là lần thứ hai đội tuyển U23 Việt Nam chạm trán U23 Iraq trong lịch sử vòng chung kết U23 châu Á. Cách đây 6 năm tại Thường Châu, Trung Quốc, U23 Việt Nam đã gây sốc khi cầm hòa U23 Iraq 3 đều sau 120 phút trước khi giành chiến thắng 5-3 ở luật luân lưu, lưu may rủi. Trước đó, vòng tứ kết cũng đã xác định được hai cặp đấu, chủ nhà U23 Qatar sẽ đại chiến với U23 Nhật Bản, trong khi U23 Indonesia đối đầu U23 Hàn Quốc. U23 Qatar và U23 Nhật Bản sẽ đá trận mở màn vòng tứ kết vào lúc 21 giờ ngày 25 tháng 4. Tiếp đó, trận U23 Hàn Quốc gặp U23 Indonesia diễn ra lúc 0 giờ 30 sáng ngày 26 tháng 4. U23 Uzbekistan gặp U23 Saudi Arabia lúc 21 giờ ngày 26 tháng 4. Còn trận U23 Iraq gặp U23 Việt Nam diễn ra vào lúc 0 giờ 30 ngày 27 tháng 4. Sau... Với Saudi Arabia, gặp Iraq ở tứ kết vẫn mang đến nhiều cơ hội hơn cho U23 Việt Nam trong hy vọng tiến xa tại U23 châu Á 2024. Thua 0-3 trước Uzbekistan trong một trận đấu thủ tục không phải điều gì tệ với U23 Việt Nam khi đội hình có tới 8 vị trí được thay đổi so với nhóm đá chính. Kết quả này không làm thay đổi thứ hạng như bảng D của đoàn quân huấn viên Hoàng Anh Tuấn. Ông và các học trò đã xác định gặp U23 Iraq ở tứ kết từ trước. U23 Iraq được đánh giá cao hơn U23 Việt Nam về nhiều mặt, nhưng so với U23 Saudi Arabia, gặp U23 Iraq vẫn mang đến nhiều cơ hội hơn. U23 Iraq khởi đầu bảng C vòng chung kết U23 châu Á 2024 với trận thua 0-2 trước U23 Thái Lan. Tới lượt 2, Iraq cũng chỉ có 4 sự thay đổi nhân sự so với trận đầu và đại thắng Tajikistan 4-2. Cũng vẫn như đối thủ đó, Saudi Arabia dễ dàng đánh bại với các tỷ số 4-2 và 5-0 bóng đá không có tính chất bắc cầu nhưng những kết quả đó phần nào mang giá trị tham khảo về thực lực của Saudi Arabia và Iraq. Cũng giống như U23 Việt Nam, U23 Iraq cũng có tuyển thủ quốc gia cho đội hình. 6 người gồm Hamawi, Hassan, Muntanher Mohamed, Jaitasen, Mustafa Sadu và Ali Zassim. Trong đó, Ali Zassim số 7 là cái tên U23 Việt Nam cần đặc biệt dè chừng. Khi đã đóng góp hai bàn cho U23 Iraq sau vòng bảng, cầu thủ này có số cú sút trúng đích nhiều nhất 6 lần tính đến hiện tại. Hậu vệ Mustafa Sadun số 17 cũng là nhân vật quan trọng ở hàng thủ Iraq khi đá đủ 3 trận vòng bảng ghi một bàn. U23 Iraq có chiều cao trung bình 179,8cm, thuộc top 5 đội tuyển có thể hình tốt nhất giải. U23 Việt Nam chỉ cao 176,2cm nên chắc chắn sẽ bất lợi tranh chấp tay đôi và các pha bóng cố định. Về lối đá, U23 Iraq là một trong ba đội tuyển công hay nhất giải tính đến thời điểm này khi ghi 6 bàn sau 3 trận, chỉ sau Saudi Arabia và Uzbekistan. Các cầu thủ Iraq sút chúng đích nhiều thứ ba, 16 lần. Cách tấn công của họ rất đa dạng với các bài ban bật trung lộ, tạt cánh, đột phá cá nhân. U23 Iraq là đội ghi bàn thì chấm phải đẹp nhiều nhất giải hai bàn. Nhưng U23 Iraq không phải đội bóng hoàn hảo, họ cũng bộc lộ những sai lầm với ba bàn thua sau 3 trận. Trong đó hai bàn thua ở trận gặp Thái Lan cho thấy hàng thủ Iraq có những thời điểm mất tập trung, lỗi kèm người. Bản thân U23 Iraq cũng chịu một quả phạt đền. Trong lịch sử U23 Việt Nam từng thắng 1, hòa 1 và thua 1 trước U23 Iraq, trận thắng của U23 Việt Nam trước U23 Iraq diễn ra tại U23 châu Á 2018 khi đoàn quân của huấn viên Park Hang-seo loại đối thủ này ở tứ kết trên chấm luân lưu. Sau khi hòa 3 đều, hai trận còn lại diễn ra ở các dịp giao hữu đầu năm 2022 và 2023. U23 Việt Nam bị đánh giá thấp hơn Iraq trên lý thuyết, nhưng vẫn có quyền hy vọng tạo nên bất ngờ, với đội hình tốt nhất có thể trong ngày các trụ cột trở lại và thi đấu đúng sức, hạn chế sai lầm và tận dụng tốt cơ hội, U23 Việt Nam hoàn toàn có thể làm nên chuyện. Đến với phần cuối của bản tin, chúng ta hãy cùng đến với thông tin liên quan tới một đại diện khác của Đông Nam Á lọt vào vòng tứ kết, đó chính là Indonesia. Ngay sau khi quyết định nhà tiền vệ Nathan Zawaon cho U23 Indonesia đã tứ kết châu Á, câu lạc bộ Heerenveen của Hà Lan được cư dân mạng xứ vạn đảo thi nhau cảm ơn. CNN Indonesia cho hay U23 Indonesia vẫn sẽ có sự phục vụ của cầu thủ góc Hà Lan nhập tịch Nathan Joaon tại trận tứ kết U23 châu Á 2024. Thông tin trên gây bất ngờ bởi trước đó ngay khi kết thúc 3 trận vòng bảng giải châu Á, Nathan đã phải chia tay U23 Indonesia bay về Hà Lan để kịp cùng đội bóng chủ quản Huron chuẩn bị cho trận gặp BSV Eindhoven vào ngày 25 tháng 4. Liên đoàn bóng đá Indonesia đã tiếp cận, vận động và thuyết phục thành công câu lạc bộ Hirunvin cho phép Nathan trở lại đội U23 quốc gia đã tứ kết giải châu Á. CNN Indonesia cho hay, ban đầu câu lạc bộ Hirunvin định không nhả Nathan cho U23 Indonesia vì giải U23 châu Á không nằm trong hệ thống thi đấu chính thức của FIFA. Sau đó, liên đoàn bóng đá Indonesia đã thuyết phục Hirunvin cho Nathan về thi đấu 3 trận vòng bảng. Và nay, khi đội nhà có vé tứ kết, liên đoàn bóng đá Indonesia lần thứ hai thuyết phục thành công. Thông tin tiền vệ trụ cột Nathan trở lại đội tuyển U23 khiến cư dân mạng Indonesia phấn khích. Dù trước đó số đông đã tìm đến trang mạng xã hội của Hirunvin Vin nàn, trách móc khi đội bóng này có ý không nhả quân hay đòi cầu thủ quá sớm. Tính đến sáng ngày 24 tháng 4, bình luận trên tài khoản Instagram của Hirunvin đã lên tới 30.000, phần lớn đều khen ngợi và cảm ơn quyết định của Hirunvin cho phép Nathan một lần nữa trở lại tuyển U23 Indonesia. CNN Indonesia cho hay. Với quyết định đột ngột từ đội chủ quản, Nathan phải trải qua hành trình bay Qatar, Hà Lan và Hà Lan Qatar dài hơn 12.000 km chỉ trong 2 ngày để kịp cụm U23 Indonesia ra sân đấu Hàn Quốc tại tứ kết châu Á lúc 0 giờ 30 ngày 26 tháng 4. Nathan Zawa là một trong bốn cầu thủ gốc Hà Lan nhập tịch khoác áo U23 Indonesia tại giải châu Á lần này, bên cạnh trung vệ Justin Hapner, tiền vệ Iva Jenner và tiền đạo Rafael Struy. Anh ra sân đủ 3 trận vòng bảng, đóng góp công lớn giúp U23 Indonesia lần đầu vào tứ kết U23 châu Á đến đây chúng tôi xin khép lại tin nóng bóng đá việt nam ngày hôm nay cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi xin chào và hẹn gặp lại